huấn luyện viên quốc tế Lương Nhật Linh, kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới, giáo viên trường Kasachev School sẽ hướng dẫn quy tắc đi của các quân cờ trên bàn cờ vua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm trước thì chúng ta đã được học về tất cả các nhân vật này rồi, đúng không ạ? Từ ông vua, hoàng hậu đến voi thần, ngựa thần rồi đến các cỗ xe tăng. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen sâu hơn với tất cả những cư dân ở trên cái hòn đảo này nhé. Nhiệm vụ quan trọng nhất trên bàn cờ đó là giành chiến thắng. Mà giành chiến thắng thì có nghĩa là sẽ bắt được vua của đối phương. Để cho nên hôm nay nhân vật đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là ông vua. Chúng ta có hai ông vua, đức vua của Vương quốc Màu Trắng. Đức vua của Vương quốc Màu Trắng thì sinh sống trong một tòa lâu đài vô cùng nguy nga và lộng lẫy. Các ông ấy thì đều luôn có một cái quyền trượng ở bên mình. Và các ông ấy do là đã khá là lớn tuổi cho nên đi rất là chậm rãi thôi. Người ta chỉ có thể đi được từng ô một thôi, rất là chậm rãi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử chơi trò đổi bắt nhé. Đấy là mỗi một bạn thì sẽ hỗ trợ một ông vua, được không ạ? Ok, Thư sẽ hỗ trợ ông vua Màu Trắng. Đạt sẽ hỗ trợ ông vua Màu Nâu nhé. Và theo luật của chúng ta thì ông vua của Vương quốc Màu Trắng sẽ đi trước. Đi từng ô một thôi, đi lên thẳng này, sang ngang hoặc là lên chéo hoặc là lùi xuống đều được. Thì cho ông ấy tiến lên một bước đi. Tiến lên một bước hay quá. Tiến lên một bước đi. Tiến lên một bước. Khi mà các bạn cầm quân cờ thì các bạn lưu ý nhé, đó là chúng ta sử dụng 3 hoặc đến 4 ngón tay và chúng ta sẽ cầm cao quân cờ lên. Thứ nhất là vừa là để thông thoáng bàn cờ, quan sát nó cũng dễ dàng hơn và nhìn cái động tác thì nó cũng đẹp hơn nữa. Cho mình đi chéo nhé. Đi chéo, hay quá, lên một ô chéo. Hôm nay vẫn sẽ đi thẳng. Vẫn sẽ đi thẳng. Vâng. Sang ngang, chúng ta đang có một trò đuổi bắt. Đi chéo đi. Lên rồi, đúng rồi, bên này đã bắt đầu lên rồi. Không ai mà có thể là để ông vua mà đến quá gần, đúng không? Để bởi vì đến quá gần là sẽ bị bắt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến, đấy chính là hoàng hậu và cỗ xe tăng, được không ạ? Hoàng hậu của chúng ta. Hoàng hậu với một cái sức mạnh đó là phải nói là người ta nói là phép thuật của hoàng hậu. Hoàng hậu có 9 ngôi sao phép thuật. Hoàng hậu rất mạnh. Hoàng hậu rất mạnh đó là bởi vì hoàng hậu có khả năng, thứ nhất là có khả năng đi thẳng, đi bất kỳ ô nào trên cái đường thẳng của mình, từng ô một, hoặc là có thể bay vù một cái rất nhanh. Và thứ hai nữa đó là hoàng hậu có khả năng đó là đi sang ngang, đi theo đường ngang. Hôm trước thì chúng ta đã đến với phần hàng ngang rồi, đúng không ạ? Và thứ ba nữa mà hôm nay một cái khái niệm mà tôi muốn đưa đến với các bạn đấy chính là một khái niệm về đường chéo. Đường chéo là những cái đường mà được nối với nhau bởi cùng một cái màu, một cùng một màu trắng hoặc là cùng một cái màu nâu. Nó có các điểm nối cùng với nhau, người ta gọi nó là đường chéo. Và hoàng hậu thì có thể đi trên các đường chéo trắng, được không ạ? Hoặc là nếu như hoàng hậu đứng ở ô màu nâu thì hoàng hậu có thể di chuyển trên các đường chéo màu nâu, đúng không ạ? Đã, chính vì cái lý do đấy cho nên là người ta thậm chí còn gọi là hoàng hậu giống như là một nhân vật tử thần vậy. Đây chính là hoàng hậu sức mạnh. Và hoàng hậu thì có khả năng bắt bất kỳ quân gì nằm trên đường đi của hoàng hậu. Ví dụ như là có một quân màu đen đứng ở trên đường đi của hoàng hậu, đúng không ạ? Hoàng hậu của chúng ta đi thẳng đây, và chúng ta có một nhân vật đứng ở trên đường đi của hoàng hậu thì hoàng hậu ngay lập tức có thể bắt luôn. Đấy là cái cách di chuyển của hoàng hậu. Giới thiệu tiếp với các bạn về một nhân vật rất là mạnh, đó chính là xe tăng. Xe tăng thì hôm trước chúng ta đã biết rằng xe tăng thì đứng ở hai bên biên giới của cả vương quốc để bảo vệ cho sự an nguy của cả vương quốc. Xe tăng thì có khả năng đi thẳng, chạy rất nhanh, hoặc là chạy theo từng ô một, đúng không ạ? Chạy theo từng ô một, hoặc là xe tăng có thể đi ngang rất xa, hoặc là có thể đi rất gần, được không ạ? Và tương tự như hoàng hậu thì xe tăng có thể bắt bất kỳ quân gì nằm trên đường đi của cỗ xe tăng. Đã, ví dụ như chúng ta có một quân tốt nằm trên đường đi của cỗ xe tăng thì quân xe hoàn toàn là có thể bắt luôn quân tốt, đúng không ạ? Đây chính là về xe tăng và về hoàng hậu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với sức mạnh của một nhân vật nữa, và đấy chính là những quân mà mang sức mạnh tầm xa, người ta gọi là voi thần hay gọi là tượng, được không ạ? Tượng. Chúng ta có hai quân tượng, một quân tượng ô màu trắng và một quân tượng ô màu đen. Hai quân tượng này thì điểm duy nhất khác nhau thôi, đó là tượng đứng ở ô màu trắng thì sẽ được di chuyển trên tất cả các đường chéo trắng. Và tượng ô màu đen thì sẽ được di chuyển trên tất cả các đường chéo ô màu đen.
Đấy là điểm khác nhau duy nhất giữa hai con tượng này. Và cái cách ăn quân thì tương tự như hoàng hậu và cỗ xe tăng. Con tượng có thể bắt bất kỳ quân gì nằm trên đường đi của nó. Đó, ví dụ như chúng ta đang có quân tốt ở vị trí C4 và quân tốt này đang đứng ở ô màu trắng đúng không ạ? Và cái quân tượng ô màu trắng của chúng ta có thể dễ dàng bắt được cái quân tốt luôn. Thì đấy là cái cách di chuyển của quân tượng. Đó, tượng một trong những nhân vật mà các bạn sẽ thấy các bạn nhỏ với các bạn nhỏ ấy, sẽ vô cùng là thú vị, đấy chính là những chú ngựa thần, những hiệp sĩ mã. Đây là một nhân vật mà phải nói là mỗi một người thì sẽ có một cái cách di chuyển mã khác nhau. Được. Tức là sẽ có những bạn thì nhớ rằng là cái cách di chuyển của quân mã nó theo hình chữ L, với những bạn bắt đầu biết chữ nó sẽ là theo hình chữ L đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có những bạn ấy, thì sẽ là nhớ đến cách di chuyển của quân mã theo một cái câu thần chú pịch khóc. Đấy ạ, đây là một câu thần chú ạ, tức là di chuyển quân mã là cứ di chuyển đi lên thẳng hai ô và sau đó thì rẽ sang ngang. Nhưng mà cũng có những bạn là ghi nhớ bằng cái cách trực quan hơn, đó là các bạn sẽ nhớ là đi thẳng và rẽ. Đã, rẽ bên nào cũng được, cứ rẽ là được rồi. Thì đấy chính là cái cách mà hoặc là, nhưng mà các bạn nhớ nhé, đó là khi các bạn di chuyển quân mã ấy, thì cái đầu của quân mã hướng về đâu ấy thì mình sẽ đi lên phía đấy. Đấy là cái cách mà để chúng ta dễ ghi nhớ nhất. Ví dụ các bạn muốn đi quân mã sang phía bên này thì chúng ta sẽ quay đầu quân mã sang phía bên này. Đó, chúng ta sẽ di chuyển đi thẳng đúng không ạ? Đi thẳng, rẽ đúng không ạ? Bởi thần chú của chúng ta là thế mà. Nhưng tuy nhiên mình không thể nào rẽ sang ngoài bàn cờ được rồi, mình chỉ có thể rẽ sang ngang thôi, thì rẽ sang bên này. Thì đây chính là một trong những cái cách mà để mà ghi nhớ cái cách đi của quân mã dễ nhất. Và nhân vật cuối cùng mà hôm nay mà chúng ta sẽ làm quen không ai khác, đấy chính là những chú lính chỉ. Chúng ta có 8 chú lính chỉ, 8 binh lính tốt đúng không ạ? Các binh lính tốt của chúng ta bao giờ cũng thế, đó là xuất phát ở hàng ngang số 2 đối với màu trắng, bên trắng, và xuất phát ở hàng ngang số 7 đối với bên màu đen, hay gọi là bên màu nâu. Đây là các binh lính của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì và binh lính tốt của chúng ta ở ngay vị trí đầu tiên ấy, thì tốt của chúng ta sẽ được phép đó là di chuyển một ô, tiến lên một ô hoặc là tiến lên hai ô ở vị trí xuất phát đầu tiên, đúng không ạ? Và sau khi mà binh lính tốt đã rời vị trí xuất phát đầu tiên rồi ấy, thì sẽ chỉ còn đi được từng ô một thôi. Nên là chỉ có thể là đi từng ô một. Nhưng tuy nhiên thì hơi khác với vua, đó là không có đi ngang, không có đi chéo, cũng không có đi lùi. Các chú binh lính tốt chỉ có tiến về phía trước thôi. Thì đây chính là cái cách đi của quân tốt. Và cái cách bắt quân của tốt thì nó cũng tương tự như thế. Đó là tốt của chúng ta thì đi thẳng, thế nhưng mà ăn thì lại chỉ có thể ăn chéo thôi, ăn giống hệt như tượng, thấy không ạ? Nhưng mà lại là không phải là chéo dài giống như là tượng, mà là chỉ là chéo từng ô một thôi, được không ạ? Thì đây chính là cái cách đi của tốt, đó là người ta gọi là tốt là đi thẳng và ăn chéo. Và nó có một trong những cái điều thú vị của quân tốt ở đây, đó là mọi người thì tốt thì được coi là linh hồn của ván cờ. Đây là và quân tốt thì đến khi mà tốt tiến đến hàng ngang cuối cùng thì tốt sẽ có được một cái khả năng, đấy là khả năng mạnh nhất, đó chính là khả năng phong cấp. Chú ấy có thể hóa thân thành, một là có thể chọn ngựa thần để hóa thân này, hai là có thể chọn quân tượng để hóa thân này, hoặc là xe tăng để hóa thân này, hoặc và cuối cùng là nhân vật mạnh nhất có thể chọn hoàng hậu để hóa thân, đúng không ạ? Thì đây chính là cái cách đi mà vô cùng là đặc biệt và kỳ diệu của quân tốt.